Xin chào các quý khách và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và như các quý vị đã biết thì một trong những cái thương hiệu mà rất nổi tiếng của làng xe đạp Việt Nam đó là thương hiệu Giant, hay mọi người còn gọi là thương hiệu Giante. Và như cũng quý vị cũng đã biết là trong cái thời gian vừa qua thì xe đạp hải phòng.com thì bán rất là nhiều các cái dòng xe đạp touring, nhưng mà hầu như là dòng touring phanh V xuất xứ từ đã qua sử dụng tại ở thị trường Nhật Bản. Và trong video này, một làn gió mới về tới cửa hàng, đó là dòng cửa hàng đang cũng tạm thời và đang nhập về và đang tiến hành tiếp tục nhập về các cái dòng mẫu xe đạp chính hãng của hãng Gian đã qua sử dụng lướt và chất lượng khẳng định là còn 80-90%. Và hôm nay trong video này thì mình và xin giới thiệu với quý khách và các bạn một cái dòng Gian Giant Escape SL2, dòng touring vành 700C và phanh đĩa phanh dầu đời cao cấp, một đời mới, đời 2017 thôi, rất là mới và đã qua sử dụng nhưng mà dùng rất là lướt, rất là mới. Con này mình dám khẳng định là nó vào khoảng hơn 90% cái độ mới so với xe mới. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổi camera để các bạn nhìn thấy cái chiếc xe nó tốt hơn. Vâng, đây xe mới về trong hộp luôn, mới về trong hộp luôn, vừa bóc hộp ra. Vâng, các bạn thấy đây, đây như trong khung hình, đây là chiếc Giant Escape SL. Và SL này nó có hai dòng nha các bạn. Đây là dòng Escape SL2, Gian Escape SL2 nha các bạn. Xe mình phải nói là gần như là 95%, không một vết xước lạ, cực mới, gần như là đập hộp ấy. Các bạn nhìn từ tay lắm này, tay lắm này, tay phanh này, bóp rất ít luôn, gần như là không bóp. Phanh đĩa nhá, phanh đĩa, phanh dầu luôn, phanh dầu hiệu Techo, quá nổi tiếng luôn. Escape SL, mã vạch, QR code của chính hãng luôn. Như các bạn có thể nhìn thấy là cái dòng Escape này thì các cái dòng mà qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản thì cũng đã rất là nhiều. R3, và dòng này là dòng Gian chính hãng và đã qua sử dụng lướt, xe rất đẹp. Dòng Escape SL này thì nó khác dòng R3 là ở cái là nó không phải là phanh V mà nó là phanh đĩa, dòng touring phanh đĩa bánh 700C. Đương nhiên là, và cái dáng của nó thì trông nó đẹp hơn so với Escape R3. Và đương nhiên thì cái dòng xe này là khung nhôm cao cấp rồi. Đương nhiên là khung nhôm cao cấp. Size của nó là thuộc size S với người Mỹ, nhưng mà với Việt Nam mình thì theo như kinh nghiệm bán hàng của mình thì xe này sẽ phù hợp với cái những người đạp, phù hợp với những người đạp cao từ 1m62 cho đến 1m75. 1m62 cho đến 1m75 là đi vừa phù hợp. Xe được trang bị ở bộ chuyển động là đằng trước là đùi 3 tầng, bộ chuyển động Shimano Tourlay, và đằng sau cũng là một bộ đè Tourlay chính hãng luôn. Tức là xe này trên catalog của hãng sản xuất ra như thế nào thì là nguyên bản hết, xe còn mới trên 95%. Đằng sau chúng ta được trang bị một cái lip 8 tầng hiệu Shimano, rất là mới luôn, gần như xe này mới cực kỳ. Cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Vành là vành hai lớp chính hãng, có chữ SR2. Các bạn thấy có thể có chữ logo này. Lốp mà 700 x 28C.
Lốp 700x28C. Lốp còn rất là đẹp. Lốp gần như mới, gần như không đi. Gần như là cái người chủ mua này mua xe xong để một chỗ luôn ấy. Không đi một tí nào. Sơn không một vết xước. Mình dám khẳng định là con chiếc này là không một vết xước. Rất đẹp. Giá mới tại thị trường Việt Nam đang bán là khoảng hơn 9 triệu đồng. Hơn 9 triệu đồng cho một chiếc xe đạp mới như này. Thì một xe đạp mà hơn 95% như này thì rất là hiếm. Đằng trên tay của chúng ta có trang bị tay bấm xả 3x8 tốc độ. Bên tay trái thì chúng ta vẫn có là cái tay chuyển số 3 để chuyển díp. Và bên tay phải thì chúng ta có tay bấm xả 8 để mà chuyển đĩa. À chuyển níp, xin lỗi. Tay bên phải để chuyển níp và tay bên trái là chuyển đĩa. Tất cả gần như là xe đập hộp. Từ cái tay cầm, nếu mà người dùng mà cầm nhiều thì nó sẽ không còn ấy như này. Rất là mới. Nói chung là nếu mà ai mà đang quan tâm đến dòng Escape SL2 này thì có thể mua chiếc xe này thì tiết kiệm được hàng tiền triệu. Bởi vì xe này chỉ dùng lướt, rất là mới luôn. Ở trên website chính hãng của hãng Giant đang bán là khoảng hơn 9 triệu đồng. Thì bên cửa hàng mình bán có giá là 7 triệu đồng thôi. Xe được trang bị một cái bộ phanh dầu thủy lực. Đấy, phanh bằng thủy lực luôn. Hiệu Techo. Rất là nổi tiếng. Xe bãi cũng dùng phanh Techo rất là nhiều. Càng bằng trước là càng bằng nhôm nha các bạn. Càng bằng nhôm luôn. Công nhận là cái dòng Escape SL này làm rất là đẹp. Càng bằng nhôm. Đồ chính hãng hết. Quá đẹp. Một con xe gọi là gần như là 95-98% là mới. Không có một vết xước. Gần như là đầu hộp luôn. Ai mà mua chiếc này thì tiết kiệm được rất là nhiều tiền so với mua xe mới. Tiết kiệm được khoảng hơn 2 triệu. Tôi mua xe mới là nhìn các bạn nhìn yên, gần như là không có ngồi nhiều, rất là mới. Cái dòng Escape này là rất là lạ, là cái cọc yên nó hình phát này. Đây là bụi nhé, không phải xước đâu. Cái này là bụi đấy, không phải xước. Cái dòng Escape này là cọc yên nó vát ở đây, nó không phải hình tròn để chống xoay và cũng không có cọc khác, cọc lô cọc lô mà lắp vào xe này được. Đấy, cọc này nó đi theo khung này luôn, rất đẹp. Dáng của dòng Escape này là rất là đẹp, cái dáng khung nó vòng lên, dáng khung của nó vòng lên, nó tạo một cái cảm giác rất là khỏe khoắn và đi rất là bay xe, rất là trường xe. Đấy, xe này mà bán chính hãng tại website của chính hãng ấy thì là giá là hơn 9 triệu đồng. Và dùng lướt khẳng định với các quý khách là xe này còn mới trên 95% so với xe mới. Không một vết xước. Và được bán tại cửa hàng chỉ với giá 7 triệu đồng. Và các quý khách nếu ở tỉnh xa thì nếu ở gần thì qua cửa hàng xem. Còn nếu ở tỉnh xa thì các quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số Zalo là 0975 709 943 để chúng tôi có thể tư vấn quý khách. 0975 709 943 để chúng tôi có thể tư vấn quý khách những cái chế độ bảo hành và những cái phụ kiện tặng kèm khi mà quý vị tiến hành mua xe tại cửa hàng xe đạp thể thao xe đạp Hải Phòng.com của chúng tôi. Vâng, đây là địa chỉ của chúng tôi. Vâng, và ngoài ra thì chúng tôi còn rất là nhiều xe và chưa được kịp lên sóng. Chưa kịp lên sóng để các quý vị và các bạn tham khảo. Bởi vì phải tiếp khách rất là nhiều và rất là bận.
Thì mong các quý vị và các bạn thông cảm và ấn kết bạn, ấn kết bạn Facebook với xe đạp Hải Phòng, và ấn theo dõi kênh. Nếu mà quý vị đang xem trên Facebook thì ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng và ấn theo chế độ bạn thân. Còn nếu đang xem trên YouTube thì quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Vâng, và ngoài ra thì cửa hàng còn rất là nhiều. Ngoài cái con chiếc Kicktip SL2 này, hàng chính hãng này, thì cửa hàng còn rất là nhiều xe. Quý vị hãy kết bạn với xe đạp Hải Phòng trên Facebook và ấn đăng ký kênh like video trên YouTube để theo dõi những cái video gần nhất. Và quý vị nào muốn có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Zalo, không cần gọi điện, inbox Zalo luôn, theo số là 0975 709 943. Xin cảm ơn các quý vị đã xem video. Hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau. Và rất cảm ơn. Xin chào tạm biệt các anh chị đang xem livestream của em trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.